Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và trong chương trình đặc biệt cuối tuần này, đánh dấu đúng một tuần lễ sau khi mà Hamas mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Do Thái, hơn 1.200 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 27 công dân Hoa Kỳ, cả trăm người đã bị bắt giữ làm con tin. Và có ước lượng là từ 100 cho tới 150 người đã bị Hamas bắt giữ làm con tin, và cũng có công dân của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì Do Thái đang mở cuộc tổng phản công nhắm vào dải Gaza và yêu cầu trên 1 triệu người phải di tản ra khỏi khu vực này. Quý vị, đó là những diễn biến mà chúng ta thấy được trong một tuần lễ qua. Và cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng lên án gay gắt hành động của Hamas, cũng như là hỗ trợ cho Do Thái. Quý vị, đó là những gì chúng ta đã chứng kiến được trong một tuần lễ qua. Tuy nhiên, thì câu chuyện xảy ra của Hamas và Do Thái đã khiến tôi phải liên tưởng và so sánh đối chiếu thời kỳ ông Trump làm tổng thống và thời kỳ Joe Biden làm tổng thống. Và chúng ta thấy được những cái đúng của ông Trump và những cái sai lầm và nhu nhược của Joe Biden. Quý vị, tôi so sánh từ năm 2017 cho tới năm 2019. Và Joe Biden từ năm 2021 cho tới năm 2023, tức là một năm trước khi có cuộc bầu cử. Quý vị, những gì xảy ra, chúng ta thấy được cái đúng của ông Trump. Và cho tới giờ phút này, thì không ai phủ nhận được cái công trạng của ông Trump. Đáng lý, ông phải được giải Nobel Hòa Bình năm 2020. Nhưng mà cái đám thổ tả, cánh tả này nó không muốn trao bất kỳ một cái giải gì cho ông Trump cả. Thì quý vị, chuyện đó mình nói sao? Bây giờ mình chỉ so sánh đối chiếu thôi. Năm 2017, ông Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Việc đầu tiên là ông đặt vấn đề liên quan tới cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Tel Aviv. Và theo đó thì tòa đại sứ này vốn đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận là sẽ dời tới thành phố Jerusalem để đặt tại đó. Nhưng bắt đầu từ nó đã được chấp thuận dưới thời của Bill Clinton. Nhưng từ thời của Bill Clinton, Bush cho tới Obama, không một tổng thống nào dám dời tòa đại sứ tới đây. Thì quý vị, ông Trump hỏi tất cả những nhân viên trong tòa Bạch Ốc, tại sao đã có được cái sự chấp thuận mà chưa dời? Thì tất cả đều lắc tay và nói rằng họ e ngại sẽ gây ra một biến động tại Trung Đông. Và họ sợ rằng sẽ tạo ra sự hỗn loạn tại Trung Đông. Ông Trump nói hỗn loạn cái gì? Và ông ra lệnh là ngay lập tức dời tòa đại sứ của Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên là Liên Hiệp Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu lên tiếng và cảnh báo rằng sẽ có tắm máu ở Trung Đông. Rồi các quốc gia Ả Rập trong khu vực cũng đồng loạt lên tiếng lo ngại về việc mà Hoa Kỳ quyết định dời tòa đại sứ của mình từ ở Tel Aviv tới Jerusalem, nơi mà Do Thái đã khẳng định đây sẽ là thủ đô tương lai của họ. Quý vị, tất cả những lời cảnh báo và tất cả những tay bình luận cánh tả đều nhào vào và chỉ trích ông Trump tơi tả qua lá cành hết. Nhưng kết quả, quý vị, ông Trump đã dời xong cái tòa đại sứ và tới ngày hôm nay tòa đại sứ vẫn nằm ở Jerusalem. Và không có một chuyện gì xảy ra cả. Không có, trong suốt thời gian từ lúc ông cầm quyền cho tới lúc ông kết thúc cái nhiệm kỳ của ông, không có một biến động lớn nào xảy ra ở Trung Đông. Thì quý vị, đó là năm 2017. Còn Joe Biden, năm 2021, vừa mới lên cầm quyền, ký một loạt những cái sắc lệnh lật đổ chính quyền, lật đổ tất cả chính sách của ông Trump. Thì quý vị, chính ông ta đã ký ra 275 triệu Mỹ Kim để mà cung cấp lại cho người tị nạn Palestine. Và ngay cùng năm đó, bắt đầu tháng 8, tháng 9
là bạo động giữa Hamas và nhóm Hamas ở tại dải Gaza và vùng Tây Ngạn cũng như Jerusalem đã bắt đầu căng thẳng với Do Thái, đặc biệt là liên quan tới cái ngôi đền thờ Hồi giáo ở tại đây, Al-Aqsa. Thì quý vị, cuối cùng thì Do Thái đã phải chết một số người, Palestine cũng chết một số người, bạo động đã âm ỉ bùng nổ từ đây. Trong khi đó, trong suốt năm 2017, khi ông Trump dời tòa đại sứ, toàn bộ năm 2017, Hamas không dám ngóc đầu hoạt động. Qua tới năm 2000, cũng năm trong 2017, quý vị, sau khi mà ông Trump đưa ra cái quyết định dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về thủ đô của Do Thái là Jerusalem, ngay trong năm đó, ông đã bay qua Âu Châu để họp với khối NATO. Thì quý vị, trong bàn họp với khối NATO, ông đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chúng tôi Hoa Kỳ là đồng minh của quý vị. Tại sao quý vị không mua năng lượng của chúng tôi, mà quý vị đi mua năng lượng của Nga, lệ thuộc vào năng lượng của Nga? Thì đám Âu Châu ú ớ và nói rằng bởi vì mua của Hoa Kỳ giá hơi mắc, rồi tiền vận chuyển nhiêu khê, tất cả mọi thứ. Họ nêu ra cả chục cái lý do để biện minh cho việc mua năng lượng từ phía của Nga. Quý vị, và câu hỏi thứ hai của ông Trump là quý vị đã cam kết sau khi mà Nga thôn tính Crimea năm 2014, quý vị đã cam kết là mỗi một quốc gia sẽ tăng 2% tổng số GDP của quý vị đóng vào ngân sách quốc phòng của NATO. Tại sao tới bây giờ quý vị vẫn chưa giữ lời cam kết? Thì quý vị, ngay sau câu hỏi thứ hai, thì lúc đó Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel đã vỗ bàn và bỏ ra ngoài. Tức là bà ta giận lên, bà ta vỗ bàn bỏ ra ngoài. Lúc đó Đức đang đóng góp là 1.2% tổng số GDP của họ cho ngân sách quốc phòng của NATO. Ngay sau khi trở về nước Đức, bà giảm xuống còn 1.1%. Thì quý vị, ông Trump đặt hai câu hỏi rất hay. Bởi vì hai câu hỏi đó nó áp dụng ngay trong năm 2022 tại Âu Châu. Đầu tháng 2 năm 2022, Nga bất ngờ mở cuộc tấn công và xâm chiếm lãnh thổ Ukraine. Giá cả năng lượng lên cao ngất trời. Và đám Âu Châu bây giờ mới bật ngửa ra là lệ thuộc nguồn năng lượng của Nga. Lật đật mới bắt đầu ban lệnh cấm, mà cấm phải cấm từ từ. Tháng 8 năm 2022 thì cấm than đá. Qua tới tháng 1 năm 2023 thì mới cấm dầu hỏa. Nhưng cho tới bây giờ vẫn còn lệ thuộc vào cái nguồn nhập cảng khí đốt thiên nhiên từ nước Nga. Và Âu Châu phải hứng chịu cái giá cả năng lượng cao ngất trời chưa bao giờ có từ năm 2022. Quý vị, ông Trump đã đặt câu hỏi rất hay. Tại sao quý vị là đồng minh của chúng tôi mà quý vị không mua năng lượng của chúng tôi, quý vị đi mua năng lượng của Nga và lệ thuộc vào Nga? Quý vị, câu hỏi của ông Trump đặt ra. Trong khi đó, Joe Biden năm 2021, chuyện đầu tiên bước vào ghế tổng thống, ông ta ký đóng lại cái ống dẫn dầu Keystone XL Pipeline. 50.000 người bị thất nghiệp. Và kết quả của việc đóng ống dẫn dầu này, giá cả năng lượng đã bùng lên. Nhưng mà chưa tới mức cao điểm. Cho tới khi năm 2022, khi Nga tấn công vào Ukraine, thì giá cả năng lượng đã bùng lên cao tới mức gọi là đứng đầu ở đất nước Hoa Kỳ chưa bao giờ có. Tức là giá cả năng lượng tới mức mà Joe Biden phải khui luôn cả cái quỹ dự trữ dầu thô quốc gia ra để mà giảm giá xăng dầu đang cao ngất trời. Quý vị, ông Trump đã đúng và chính Joe Biden đi sai lầm khi tự mình cắt cổ mình. Mình đang thừa hư, trong lúc mà ông Trump nắm quyền, Hoa Kỳ xuất cảng 800.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. 800.000 thùng. Cho tới khi mà Joe Biden nắm quyền đóng lại ống dẫn dầu Keystone XL Pipeline từ Canada xuống tới Houston. Thì quý vị, Hoa Kỳ phải thiếu hụt năng lượng. Và ngay trong mùa hè năm 2022, California đã phải báo động là tiết kiệm năng lượng bởi vì không đủ điện, kêu mọi người cúp điện và giới hạn xài điện tối đa. Ngay trong mùa hè năm 2022, và giá xăng thì lên tới ngất trời, có nơi lên tới 9 Mỹ Kim cho một gallon xăng. Cái sai lầm của Joe Biden là tự cắt cổ mình.
cho cái nghị trình gọi là khí hậu toàn cầu. Đóng lại ống dẫn dầu Keystone XL Pipeline, 50.000 nhân viên ở đây bị thất nghiệp. Rồi cái cuối cùng thì quý vị, nước Mỹ lâm vào tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng. Khui luôn cái quỹ dự trữ dầu thô ra. Và bây giờ quỹ dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ thấp nhất trong vòng 40 năm. Ông Trump đã đúng và Joe Biden đã sai lầm và nhu nhược. Quý vị, cuối cùng, trong mấy năm ông Trump cầm quyền, Nga không nhúc nhích đụng tới Ukraine. Và ông chỉ gặp Putin chỉ có 2 tiếng đồng hồ ở tại Helsinki, Phần Lan thôi. Và gần như là không có một cái cuộc giao tiếp nào khác hết. Nhưng mà Nga không dám vọng động đối với Hoa Kỳ. Trong khi đó quý vị, Joe Biden vừa lên nắm quyền vừa được một năm thôi. Tháng Giêng năm 2021 nắm quyền. Tháng 2 năm 2022, Nga xu quân xâm lăng Ukraine. Tại vì Putin nhìn thấy được sự cứng rắn của ông Trump và sự nhu nhược của Joe Biden. Rất rõ ràng quý vị. Chưa, năm 2017, lúc đó quý vị, ông Trump đã nhấn mạnh tới cái việc mà chưa giải quyết xong cái hồ sơ của Bắc Hàn. Kim Jong-un đã lên tiếng chỉ trích ông Trump. Và rồi thì ông Trump chỉ trích lại, hai bên có cuộc khẩu chiến lớn nhất. Thậm chí là Kim Jong-un nói, ê, tao có vũ khí nguyên tử. Ông Trump cũng cười, ông nói, ê, cái đầu vũ khí nguyên tử của tao lớn hơn của mày. Quý vị, cuộc khẩu chiến gay gắt. Nhưng mà tới cuối cùng thì Kim Jong-un đồng ý gặp ông Trump ở tại Singapore năm 2018. Và sau đó là qua tới năm 2019, ông Trump là một ông tổng thống đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ của Bắc Hàn kể từ khi Bắc Hàn lập quốc. 3 lần gặp gỡ Kim Jong-un, mặc dù là cuộc thương thảo không thành công. Nhưng ông Trump đã tạo được 2 cái lịch sử. Cái lịch sử thứ nhất, ông là vị tổng thống đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ của Bắc Hàn. Chưa có một đời tổng thống Mỹ nào làm được chuyện này. Và chuyện thứ hai, trong 4 năm cầm quyền của ông Trump, Bắc Hàn im hơi lặng tiếng, không thử vũ khí nguyên tử. Họ ngưng lại từ năm 2017. Và cũng không có bắn thử hỏa tiễn, không đưa ra những hành động khiêu khích nào hết. Không đưa ra. Quý vị, ngược lại, Joe Biden lên nắm quyền cuối tháng 12 năm 2021 thì Bắc Hàn đã rục rịch thử lại hỏa tiễn. Và liên tục từ đó cho tới bây giờ, trên 100 lần thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia, còn đe dọa là những hỏa tiễn ICBM này có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ và đang rục rịch quay trở lại cái chương trình nguyên tử của họ, thậm chí là hợp tác cung cấp vũ khí cho Nga. Quý vị, ông Trump đúng, ông cứng rắn, nhưng ông biết cách thương thảo. Và ông khiến cho những đối thủ của Hoa Kỳ, những kẻ thù của Hoa Kỳ phải rụt tay. Không dám vọng động. Không dám vọng động gì cả. Trong khi đó, Joe Biden thì nhu nhược và tìm cách thúc đẩy những cái nghị trình cực tả của ông ta về khí hậu toàn cầu. Cuối cùng quý vị, bây giờ Hoa Kỳ phải đối diện với rất nhiều mặt trận. Kể cả sự đe dọa của Bắc Hàn đối với Nam Hàn và Nhật Bản. Quý vị, cũng trong năm 2018, ông Trump đơn phương cắt bỏ tất cả những ngân sách dành cho cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề của Palestine. Thì trong năm 2022, Joe Biden tăng tiền cho người của Palestine lên 316 triệu Mỹ Kim. Ông Trump cắt bỏ hoàn toàn. Ông Trump cắt bỏ cho tới lúc ông rời khỏi ghế tổng thống, không chi một đồng nào cho cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề Palestine cả. Kết quả thì quý vị, năm 2023 là cơn bùng phát về bạo động ở Trung Đông. Và đặc biệt là trong cuối tuần qua, quý vị thấy, và đến ngày nay đúng một tuần lễ, là cơn bạo động tại Trung Đông bùng nổ lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Chưa bao giờ có một cuộc tấn công ồ ạt và lớn như vậy trong vòng 50 năm qua ở tại Do Thái. Trên 1.200 người Do Thái đã bị thiệt mạng. Quý vị, chính sách gọi là vuốt ve thế giới Hồi giáo của Joe Biden và vuốt ve những kẻ cực đoan của Joe Biden đã dẫn tới hậu quả này. Chưa hết quý vị, dưới thời của ông Trump thì Saudi Arabia năm 2018 vướng vào một tai tiếng
là có một ký giả của tờ Washington Post đã bị sát hại ngay trong tòa lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thì quý vị, lúc đó cả cái đám cánh tả và tờ Washington Post chỉ trích ông Trump tùm lum hết. Ông Trump vẫn bỏ mặc cái đám thổ tả này qua một bên. Ông vẫn thắt chặt mối quan hệ với Saudi Arabia. Thì quý vị, ông giảm được giá dầu thô xuống. Saudi Arabia sẵn sàng nâng giá, giảm nhân mức xuất cảng hay giảm mức xuất cảng theo cái ý kiến của ông Trump. Họ không bao giờ lên tiếng chỉ trích ông Trump cả. Ngược lại, dưới thời của Joe Biden, ông ta đẩy Saudi Arabia ra xa, ông ta lên án Saudi Arabia về nhân quyền, ông ta đặt vấn đề về vấn đề của nhà báo Khashoggi của tờ Washington Post, ông ta đẩy ra. Cuối cùng, Saudi Arabia bắt tay với Trung Quốc. Và nhờ Trung Quốc, Saudi Arabia lại kết nối ban giao lại với Iran luôn. Quý vị, trong khi dưới thời của ông Trump, ông dí tối đa Iran luôn. Năm 2018, ông cắt bỏ luôn cái hiệp ước JCPOA, tức là cái hiệp ước về nguyên tử mà Iran ký kết với 6 cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông Trump 2018 đơn phương rút bỏ và tăng hết lệnh cấm vận đối với Iran. Thì quốc gia này ngộp thở, không dám làm gì ông Trump hết. Chỉ xảy ra một cái biến cố là một cái tròn của Hoa Kỳ bị bắn rớt thôi. Chứ không có xảy ra nhân mạng. Trong khi đó quý vị, dưới thời của Joe Biden thì thỏa hiệp với Iran, đổi 5 con tin của Hoa Kỳ lấy 5 con tin của Iran, là còn tăng cường thêm 6 tỷ Mỹ Kim để giải ngân cho Iran nữa. Kết quả, Hamas tấn công tơi bời qua lá đối với lệ Do Thái. Và cái lò lửa Trung Đông bùng phát trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó chưa bao giờ xảy ra dưới thời của ông Trump cả. Liên quan tới Iran đó quý vị. Ông Trump dí lệnh cấm vận tối đa luôn. Thậm chí là cấm Iran xuất cảng dầu hỏa luôn. Ông dí tối đa. Trong khi Joe Biden thì tìm đủ mọi cách để quay trở lại thỏa hiệp với Iran. Cũng không xong. Ngược lại, Trung Quốc lại thành công trong việc nối kết ban giao giữa Saudi Arabia và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau 7 năm trời, ngưng lại cái việc thỏa ước này. Lúc đó là bởi vì sao quý vị? Iran đã hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo Houthi bất ngờ lật đổ chính quyền của Yemen. Và Saudi Arabia lãnh đạo tất cả những quốc gia trong khối Ả Rập đưa quân vào trong Yemen để chống lại nhóm Hồi giáo Houthi do Iran hỗ trợ. Thì quý vị, bất ngờ bây giờ Joe Biden lại giúp cho Trung Quốc trở thành kẻ trung gian thành công. Trong khi đó, ông Trump, ông cứng rắn với Iran, ông bảo vệ cho Saudi Arabia, ông gạt bỏ những cái lời chỉ trích của cái đám thổ tả của Washington Post. Thì cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia ở Ả Rập rất tốt đẹp. Còn dưới thời của Joe Biden thì công kích hết quốc gia này tới quốc gia khác. Kết quả quý vị, lò lửa Trung Đông bùng nổ. Ông Trump tuyên bố đồi Golan Heights là lãnh thổ của Do Thái luôn. Và ổng còn được người Do Thái dựng những cái tên đường để mà bày tỏ sự tôn kính với ông Trump. Bởi vì ổng đứng hẳn về phía người Do Thái. Ngược lại, Joe Biden thì giữ khoảng cách với lại chính quyền Do Thái. Thậm chí là quý vị nhớ, tôi có nhắc quý vị đó, tháng 12 Netanyahu thắng cử trở lại, trở thành tân thủ tướng và đảng bảo thủ của ổng nắm quyền ở quốc hội. Thì Joe Biden từ chối không gặp. Từ chối không gặp Netanyahu cho tới mãi tháng 9 năm nay, khi có cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đích thân Netanyahu bay qua dự ở cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York. Thì Joe Biden mới gượng ép gặp Netanyahu trong một cái ballroom của khách sạn, chứ không phải tại tòa Bạch Ốc nữa. Nhờ vào cái vụ tấn công của Hamas này mới nói được điện thoại 4 lần. Quý vị, rất rõ ràng chúng ta thấy được cái đúng của ông Trump khi cứng rắn ở khu vực Trung Đông và bày tỏ thái độ cứng rắn với lại phía của Âu Châu. Putin không dám làm gì hết. Và ông cả cứng rắn năm 2018, ông mở luôn cuộc chiến về mậu dịch với Trung Quốc. Cuối cùng đám Trung Quốc bị ép ngộp thở
bị ép tới ngộp thở, cho tới tháng Giêng năm 2020, nó họ phải ký vào cái hiệp ước gọi là mậu dịch Phase One, cam kết mua đủ 200 tỷ Mỹ Kim với Hoa Kỳ về tiền hàng, về hàng hóa của Hoa Kỳ. Tức là tất cả điều kiện ông Trump đặt ra, đám Trung Quốc đều phải gật đầu cúi đầu hết, không dám ho hé. Ngược lại Joe Biden, thì quý vị, liên tục là Bộ Quốc phòng của dưới quyền của Joe Biden là Lloyd Austin liên lạc mấy lần, Trung Quốc phát ao không tìm gặp. Thậm chí là phải gửi 4-5 viên chức của mình bay tới Trung Quốc. Từ Anthony Blinken, rồi bà Janet Yellen, rồi John Kerry, rồi tới bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Bộ Thương mại. Rồi mới đây nhất là Chuck Summer cũng phải bay tới Trung Quốc. Trong khi dưới thời ông Trump, Tập Cận Bình đón ông Trump còn hơn cả một cái nghi lễ dành cho hoàng đế. Nhưng mà khi trở về Mỹ, ông Trump đánh Trung Quốc má nhận không ra, mà Trung Quốc phải nhượng bộ. Phải nhượng bộ tất cả những cái đòi hỏi của ông Trump. Trong khi đó quý vị, Joe Biden thì vuốt ve Trung Quốc đủ kiểu, tìm cách giảm đi căng thẳng. Tìm cách giảm đi căng thẳng. Và cuối cùng quý vị, mình nhìn thấy cái tư thế của nước Mỹ với Trung Quốc còn yếu hơn so với thời của ông Trump. Ông quánh thuế vào mặt hàng Trung Quốc một lần thứ nhất 250 tỷ, lần thứ hai 350 tỷ. Trung Quốc muốn khóc luôn. Ông ép luôn Mexico và Canada phải viết lại cái hiệp ước thương mại tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, hiệp ước NAFTA. Ông bỏ luôn, lập ra cái hiệp ước mới gọi là USMCA. Và cái hiệp ước này là cấm Canada lẫn Mexico là không nhập cảng thép và nhôm từ Trung Quốc. Tất cả những cái gì đến từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế rất cao và phải khai báo đầy đủ. Quý vị, trong khi đám Joe Biden, dưới thời Joe Biden, quý vị thấy fentanyl từ Mexico nó tràn qua Hoa Kỳ từ năm 2021 tới bây giờ. Nguyên một năm 2021 tới bây giờ là số lượng người chết vì fentanyl lên tới mức cao điểm. Cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều xanh mặt hết. Đều lên tiếng và bắt đầu chỉ trích Mexico. Dưới thời ông Trump không có. Không những không có mà ông Trump đánh dẹp luôn cái thành phần băng đảng gọi là MS-13. Có 80.000 thành viên ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ, kéo dài tới nước Mỹ luôn. Ông đánh má nhận không ra. Ông tăng quyền cho DEA, tức là cơ quan phòng chống ma túy. Ông tăng quyền cho TSA, tức là cái cơ quan đặc trách về giao thông vận tải và an toàn hàng không đó. Rồi ông giao thêm quyền cho cái bên phía của cảnh sát liên bang, tức là Marshall. Đánh cho đám MS-13, băng đảng lừng danh của châu Mỹ Latin, má nhận không ra. Còn Joe Biden lên làm tổng thống thì vuốt ve thành phần băng đảng đủ loại, từ băng đảng đường phố cho tới trùm băng đảng. Cuối cùng quý vị, đất nước Mỹ rơi vào hỗn loạn. Trong 2 năm nay, từ 21 tới 23, 3 năm nay, quý vị chứng kiến là tội ác tăng ở tất cả các khu vực. Kể cả bây giờ nó còn vô, nó cướp công khai mấy chục đứa luôn. Nó có xảy ra dưới thời của ông Trump không? Tới mức mà ngay tại thủ đô Washington DC, là nơi mà bây giờ chính dân biểu cũng không giữ được cái sinh mạng mình một cách an toàn nữa. Đó vừa rồi đó quý vị, ông Seul là dân biểu của Texas, nó chĩa súng vô đầu, nó cướp xe. Rồi cái cô gì CEO dưới 30 tuổi mà tạp chí Forbes ca ngợi là CEO thành công, từng ủng hộ cho Black Lives Matter, từng ủng hộ cho đồng tính đó, nó cướp, nó hiếp, rồi nó giết luôn. Ngay tại Washington DC, nơi mà nạn đập kiến xe, trộm và cướp của giết người lên tới mức cao nhất nước luôn. Dưới thời ông Trump không xảy ra chuyện này. Dưới thời của ông Trump hoàn toàn không xảy ra chuyện này. Thì quý vị, mình so sánh thời gian mà Joe Biden cầm quyền từ 21 cho tới 23, thời gian ông Trump cầm quyền từ 17 tới 19. Chúng ta mới thấy được cái đúng của ông Trump và cái sai và nhu nhược của Joe Biden như thế nào, dẫn tới hậu quả không những là nội địa nước Mỹ hỗn loạn, lạm phát tăng cao nhất trong vòng 40 năm, giá xăng lên cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, mức độ tội ác chưa từng có, đó là đối nội đó.
di dân bất hợp pháp tràn ngập các thành phố lớn ở Mỹ tới mức mà mấy thành phố này phải xanh mặt. Từ New York cho tới Boston, Los Angeles đều la làng la xóm lên. Nó có xảy ra dưới thời ông Trump không quý vị? Không có. Còn đối ngoại, ông Trump mạnh mẽ tới mức Putin không dám hó hé. Hamas, Hezbollah, Jihad đều im lặng hết. 2017 là đánh bại luôn cả ISIS. Buộc đám ISIS mất hết tất cả phần lãnh thổ, phải trốn chui trốn nhủi trong các cái xào huyệt hang núi ở Syria. Còn bây giờ Joe Biden lên, bạo động bùng nổ khắp nơi, Nga tấn công luôn cả Ukraine. Quý vị, nhìn vào cục diện này, chúng ta mới thấy được là bản lãnh của một tổng thống nó khác xa lắm. Ông Trump không hề có một chút gì kinh nghiệm về chính trị cả. Nhưng ông có bản lãnh của một lãnh đạo. Về mặt thương mại, ông là chủ của tập đoàn Trump Organizations. Ông biết cách deal với tất cả mọi người. Và ông biết cách điều hành tất cả nhân viên dưới quyền của mình. Còn Joe Biden chỉ là một kẻ len lỏi chính trị, sống bằng nghề chính trị. Joe Biden không có bản lãnh của một lãnh đạo. Ông ta chỉ là có bản lãnh của một kẻ chính trị salon. Chứ ông ta không có bản lãnh của một lãnh đạo quốc gia. Do đó quý vị, dù ông Trump không có kinh nghiệm chính trị, nhưng mà cái bản chất lãnh đạo đã có trong người của ổng. Cho nên khi ổng lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị, chúng ta không bị vấn đề gì cả. Chúng ta không bị vấn đề gì cả. Còn Joe Biden bước vào vị trí lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị thấy đó, từ đối nội tới đối ngoại, là một mớ bồng bông, một nồi cám heo, hỗn loạn khắp nơi, ngay tại nội địa Hoa Kỳ cũng hỗn loạn. Tôi chỉ làm một cái bài so sánh từ 3 năm ông Trump cầm quyền, 2017, 2018, 2019, và 3 năm Joe Biden cầm quyền, 21, 22, 23. Ngay cả năm 2020, trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng vì cái đại dịch nó bùng nổ khắp nơi, ông Trump vẫn thành công ép được các quốc gia Ả Rập nối kết ban giao với lại Do Thái. Từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Morocco, Sudan cho tới Bahrain đều chính thức ban giao với Do Thái. Gần như là cái cục diện Trung Đông, Do Thái lấy được tư thế rất nhiều. Trong khi dưới thời của Joe Biden, chưa tới năm 2024 đâu, mà bạo động nó đã bùng phát tới mức độ này rồi. Nó đã bùng phát tới mức độ này rồi. Và có thể nó có nguy cơ lan rộng ra toàn lãnh thổ Trung Đông. Lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông luôn. Quý vị, kẻ tạo ra bất ổn và không đủ khả năng lãnh đạo chính là Joe Biden. Chưa kể, tôi nói là tôi chỉ nói về cách điều hành quốc gia. Tôi không nói về con người và gia đình. Con người là gia đình là coi như mình coi riêng tư đi. Mình chỉ nói cái khả năng lãnh đạo quốc gia, cái khả năng deal với bên ngoài, cái khả năng giữ tư thế cho đất nước Hoa Kỳ. Joe Biden không có cửa với ông Trump. Mặc dù có nhiều kẻ nó ghét ông Trump vô cùng, nhưng mà nó không khinh ông Trump. Nó ghét thật, nhưng nó không khinh ông Trump. Ngược lại, Joe Biden nó vừa ghét, nó vừa ghê tởm, nó vừa khinh thường. Quý vị, cứ so sánh 3 năm đó, 3 năm 17, 18, 19 và 21, 22, 23, quý vị sẽ thấy được khả năng lãnh đạo đất nước như thế nào. Và ai đúng ai sai, chính quý vị có cặp mắt nhìn. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện trong chương trình đặc biệt của cuối tuần ngày hôm nay. Tôi so sánh về cái giai đoạn ông Trump cầm quyền và Biden cầm quyền để cho quý vị nhìn thấy cái đúng của ông Trump như thế nào, cái sai nhu nhược và bất tài của Joe Biden như thế nào. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.